bộ 30 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Hà Long Hacom, mã chứng khoán HID đã chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên sau gần 15 năm hoạt động trong lĩnh vực chính là tư vấn cấp thoát nước và môi trường xã hội. Tham gia nhiều công trình, dự án, từ vai trò nhà thầu phụ cho các công ty nước ngoài, công ty đã vươn lên trở thành nhà thầu chính, thực hiện các công trình có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Dự án ODA có nguồn vốn từ các tổ chức khác như Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Bộ Ngoại giao Phần Lan MFA, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA. Việc tham gia trên sàn chứng khoán sẽ giúp công ty phát huy thế mạnh của mình trong hoạt động kinh doanh và tìm kiếm đối tác,